khách hàng là người tiêu dùng nên là nghiên cứu cái đó chưa có kỹ lắm và setup chưa setup được nhiều á, nên là nó sẽ hơi bị sai nhiều chỗ lắm. À, một số ví dụ điển hình cho mọi người nắm á, là đầu tiên ví dụ như mình đi rồi mọi người kiếm cái đơn vị nào mà giá tốt nhất, dịch vụ hậu mãi ngon nhất rồi mọi người làm thôi, và mọi người chỉ mua một chỗ thôi, thế là xong. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel mình là Khánh. Thì đề tài hôm nay thì mọi người có thể nhìn thấy trên tiêu đề rồi đó, nó hơi nhạy cảm một xíu, nhưng mà thực tế là mình muốn làm cái đề tài này rất là lâu rồi, bởi vì là rất là nhiều khách hàng đã đến tư vấn, mà mình đã được mình tư vấn cho khách hàng rồi, mình đụng rất là nhiều trường hợp khách hàng như thế này rồi, nên là mình cũng muốn là tổng hợp lại rồi mình chia sẻ đến mọi người một lần để cho mọi người có nhiều kinh nghiệm hơn trong cái việc mà lắp đặt hoặc là đầu tư một cái bộ dàn karaoke. Bắt đầu thôi. Rồi, cái điều nên tránh đầu tiên khi các bạn mua dàn karaoke chính là gì? Chính là các bạn chưa có nghiên cứu gì về ngành karaoke cũng như sản phẩm karaoke mà các bạn đã đầu tư bộ dàn. Đó, thì thật ra thì sản phẩm nào cũng vậy thôi. Nếu mọi người mà muốn xài thì mọi người cần phải đầu tư nghiên cứu một xíu, mọi người cần tìm hiểu một xíu. Đó, chẳng hạn như mọi người chơi xe ô tô thì mọi người cần phải tìm hiểu về xe ô tô. Mọi người muốn chơi xe Honda, muốn chơi xe mô tô thì mọi người cũng phải tìm hiểu nghiên cứu về cái đó. Đó, thì đây âm thanh cũng vậy thôi. Thì mọi người muốn đầu tư một cái dàn karaoke thì mọi người phải tìm hiểu về cái dàn karaoke, về các thương hiệu, về các tính năng, các sản phẩm trong đó. Đương nhiên là mình sẽ tìm hiểu một cách khái quát nhất dành cho người sử dụng thôi nha. Chứ còn đương nhiên về những cái phần kỹ thuật khác chuyên sâu hơn thì sẽ dành cho kỹ thuật hỗ trợ mọi người. Đó. Thì đầu tiên thì mình muốn chia sẻ về việc là tại sao mọi người cần nên tìm hiểu các sản phẩm karaoke. Bởi vì nếu mọi người không nắm, mọi người không tìm hiểu thì nó sẽ thành ra nó rất nhiều cái nhầm lẫn, hiểu nhầm về ngành như sau. Đầu tiên khách hàng hay nhầm nhất mà mình chia sẻ rất nhiều rồi nhé, là mọi người nghĩ là cái loa nào cũng có thể hát karaoke được. Điều này là cái điều sai lầm, là cái điều mà mọi người hay hiểu nhầm nhất về ngành karaoke. Những cái loa mà thiết kế ra để karaoke là cái những cái loa như thế này, những cái loa như vậy. Đó là những cái loa dành cho karaoke. Còn những cái loa mini, những cái loa như vậy là những cái loa nghe nhạc không thể nào hát được mọi người nha mọi người. Đặc đầu tiên là nó nhỏ xíu à. Thứ hai là nó không có đường mic riêng này kia. Ở trong kết cấu của nó không dành để hát. Thì cho dù mọi người rất là mong muốn hát trên loa này vì nghe nhạc nó hay quá, nhưng mà thật ra nó hát cũng không được luôn. Đó thì cái này hay mọi người hay hiểu nhầm về ngành karaoke lắm. À, mình muốn chia sẻ thêm với mọi người một xíu về cái điều này. Thứ hai nữa là mọi người cũng hay hiểu nhầm là cái dàn nghe nhạc, xem phim với karaoke là chung một dàn. Thì cái này cũng không phải luôn, cũng không đúng luôn. Thật ra thì nếu mà cái dàn nghe nhạc, xem phim được á, thì chỉ có một số dàn thôi, một số dàn rất hiếm là có thể tận dụng được làm karaoke luôn. Tuy nhiên nó sẽ tùy thuộc vào là cái dàn nghe nhạc và dàn xem phim của mọi người là dàn gì, nó kích thước như thế nào và cấu trúc ra làm sao thì nó mới có thể tận dụng karaoke được nha. Chứ còn không phải tất cả các dàn xem phim nghe nhạc đều có thể karaoke được. Có nhiều dàn nghe nhạc rất hay, rất xịn, nhưng mà thật ra karaoke khi đưa vô một cái nó sẽ không ra gì cả và hát không nổi luôn, nhiều khi có thể hư loa mình luôn. Đó thì mọi người chú ý giùm mình. Cái điều thứ ba mà mọi người hay nhầm lẫn, tức là mọi người không biết được là cái thành phần nào trong cái bộ dàn karaoke là nó quan trọng nhất để nó tạo ra một cái chất âm hay. Đó, thường thì mọi người chẳng hạn như mọi người có một chi phí đầu tư A đi, là 10 đồng đi, nhưng mọi người không có dồn cái chi phí đó vô đúng cái thành phần mà tạo nên chất lượng của loa của cái bộ dàn của mình, mà mọi người thường hay đầu tư lan man này kia. Thường thì theo Thiên Vũ á, thì ông mình á, thì cái thứ tự ưu tiên mọi người nên đầu tư cho bộ dàn karaoke là như sau. Đầu tiên là cặp loa, quan trọng nhất, chiếm nhiều chi phí nhất là cặp loa. Cái thứ hai là cái vang số. Thứ ba bắt đầu mới đến micro. Thứ tư mới đến cục đẩy. Và cuối cùng là đầu karaoke. Mình gặp rất nhiều khách hàng là một bộ dàn cặp loa nhiều khi có 9-10 triệu, rồi cục đẩy cũng bị bán 7-8 triệu thôi, nhưng mà cái đầu karaoke nó đến mười mấy 20 triệu.
mình cũng không thực cũng không hiểu luôn. Nếu mà một bạn có một cái đầu karaoke, nó chỉ mang đến cái tiện ích cho mọi người khi mọi người sử dụng nó chuyên chống quán thôi, chứ còn nó sẽ không giúp được gì cho cái bộ dàn mình nó hay hơn. Thay vì mười mấy triệu mình mọi người bỏ tiền vô cái đầu karaoke đó, thì mọi người có thể dùng số tiền đó mọi người đầu tư vô cặp loa 20 triệu đi, mình ví dụ vậy đi, thì nó sẽ chất lượng trải nghiệm nó sẽ cao hơn nhiều. Rồi cái thứ tư nữa thì về cái phần thương hiệu karaoke, cái này thì chắc mọi người đã gặp rất nhiều. Thì cái ngành karaoke của mình có rất nhiều thương hiệu. Nếu mà mọi người muốn biết một cái sản phẩm nó có phải là đúng thương hiệu hay không, đúng thương hiệu chính gốc hay không, thì mình có một cái mẹo nhỏ này mình chia sẻ cho mọi người. Rồi nếu mọi người chẳng hạn như mọi người biết ha, Thiên Vũ thì đợt này hay bán cái thương hiệu về Seabird đi ha, thì mọi người muốn biết thương hiệu đó nó có phải là thương hiệu chuẩn hay không, cái mã sản phẩm đó có phải mã sản phẩm đúng của Seabird hay không, thì mọi người cứ lên mạng mọi người search Seabird A6 Acoustic A6 như mình đây, Seabird này, A6 Acoustic này, A6 này đó, thì ngay lập tức cái website của nhà hãng nó sẽ đưa lên ngay lập tức đây. Đó, một website nước ngoài, một website của bên Đức đàng hoàng luôn, tiếng Đức đàng hoàng luôn nha mọi người, DE tức là Đức nha. Đó, N là English nè, đó, một cái tiếng Đức hoàn toàn luôn. Thì dòng loa này thực tế nó đã có là một cái mã chính xác của mình sử dụng. Đó, ngoài Seabird ra thì cũng có rất là nhiều mã sản phẩm khác. Rồi, khi mà cái, ví dụ như cái loa Body Seamark bên mình hay bán cho mọi người đi ha, bữa giờ cũng đang bán rất là nhiều, thì mọi người muốn kiểm tra nó đúng mã Bow hay không, có đúng là có còn thắc mắc là có phải đúng chính xác là mã Bow đó sản xuất mới sản xuất hay không, thì mọi người cứ vô trang web đây, đúng trang web của Bow, robo.com này, rồi mọi người vô phần review nè, mọi người tìm kiếm sản phẩm thôi đó, thì nó rõ ràng nó một cái mã đi xe mắc đây đó. Đây cái dòng đi xe mắc của mình đây, DM8S rất rõ ràng nha mọi người nha. Ở đây có thông số kỹ thuật cực kỳ rõ ràng. DM18S nè, DM10 sub nè. Đó, cái combo mình hay bán cho mọi người đó. Đó. Thì đây loa thông số kỹ thuật rất rõ ràng. Đó. Cái này nó không chỉ riêng áp dụng cho những cái loa từ Âu Mỹ hoặc là từ châu Âu đi châu Mỹ nha. Kể cả những cái sản phẩm đến từ Trung Quốc của mình chia sẻ nó là hàng Trung Quốc đi, thì thực tế ra nó vẫn có thương hiệu đàng hoàng, chứ không phải là mình tự chế cái thương hiệu này. Chẳng hạn như là những cái cục đẩy Fedico D2.4, D2.5 bên mình hay bán đi ha, thì mọi người cứ search chữ Fedico ra là nó sẽ có một website đây, Fedico.com, rất là rõ ràng luôn, một website đến từ Trung Quốc luôn, rất rõ ràng, các sản phẩm của họ rất là rõ ràng. Rồi cái sản phẩm của D-Series của mình thế nào ở đây, nó đầy đủ các mã đây, D2 mình hay bán đây, D2 dòng D2 mình hay bán đi đó. Đó, nó có 2.4, mình đọc spec nè, đó nó có từ 2.4, 2.5, 2.6, nó thường thì mình chỉ bán đến 2.4, 2.5 thôi. Đó, mọi người thấy rõ, 4.4 này kia cũng có nè, mình hay bán 4.4 nè. Đó thì mọi người thấy đó, cho dù là loa châu Âu hay là loa Trung Quốc đi chăng nữa, nếu nó là hàng chính hãng thì bắt buộc nó phải có website, nó phải có link sản phẩm, nó phải có một cái gì đó rất là rõ ràng ở nước ngoài để người tiêu dùng có thể check được hàng. Đó, còn tắc này kia, số điện thoại này kia rất đầy đủ nha. Chứ còn với một số thương hiệu thì ví dụ như mọi người tìm kiếm một số thương hiệu trên này á, mà mọi người search á, nó toàn ra website Việt Nam á, nó không có website nước ngoài á, thì mọi người nên xem lại ha, mọi người nên tìm hiểu thêm xem là cái thương hiệu đó thì có ở trên nước ngoài không, hay là nó chỉ là thương hiệu bán ở Việt Nam thôi. Đó, thì mọi người nên chú ý phần này cho mình ha. Đó. Rồi cái điều cần tránh thứ hai của mọi người hay mà mình hay gặp phải lắm, đó là trái ngược với cái điều số 1 là cái điều số 2, tức là mọi người lại tìm hiểu hơi kỹ quá. Mọi người tìm hiểu sâu quá, xong mọi người bắt đầu mọi người tự ghép, mọi người mua mỗi thứ một xíu, mỗi cửa hàng mọi người mua một món, mọi người mua loa ở chỗ này, rồi đẩy ở chỗ kia, rồi micro ở chỗ nọ, rồi sub chỗ kia, rồi mixer này kia, mỗi thứ một xíu, rồi mọi người vô mọi người tự ghép dàn, tự xếp ở nhà. Thì thực tế nếu với những khách hàng mà có tay nghề, có trong ngành và biết setup chuyên thì cái đó tốt thôi, không có vấn đề gì. Tuy nhiên hầu hết là
khách hàng là người tiêu dùng, nên là nghiên cứu cái đó chưa có kỹ lắm và setup chưa setup được nhiều á, nên là nó sẽ hơi bị sai nhiều chỗ lắm. À, một số ví dụ điển hình cho mọi người nắm á, là đầu tiên ví dụ như mình đi tư vấn khách hàng á, là nó sẽ ra những vấn đề như thế này này. Mọi người vừa xài một cái vang số nhưng mọi người lại xài thêm nâng tiếng, mọi người xài thêm lọc xì, mọi người xài thêm chống hú. Thực tế ra thì cái vang số nó đã có đầy đủ 3 chức năng đó rồi, thì mọi người không cần phải mua thêm 3 cái sản phẩm kia làm gì hết. Thứ hai nữa là có những khách hàng thì thích cái men này quá, ghép với loa kia, tuy nhiên là nhiều khi chất âm của cái đẩy này lại không phù hợp với cái loa đó. Rồi cái mic nữa, cái micro chẳng hạn như mình hay nói mình micro á, chẳng hạn những cái loa nhỏ thì mình sẽ ghép micro cái tiếng nó dày vô, còn những cái loa đã to rồi á, cái tiếng lâu đã có rồi thì mình sẽ ghép những micro mỏng đó. Thì nếu mà khách hàng mà không hiểu chuyện đó, mọi người ghép một cái loa lớn với một cái micro dày vô á, xong rồi cái cục đẩy nó quýnh tiếng nó cũng có lâu nhiều nữa, thì thành ra cái giọng của mình ra khi hát ra nó rất là đục và kỹ thuật viên rất là khó setup cho những cái bộ như thế. Rồi có thêm cái nữa là khách hàng lại đi ghép loa full như vậy với một cái loa cột nghe nhạc, vì khách bảo là cái cột nghe nhạc đó cái tiếng nhạc nó hay, rồi cái loa này thì nó hát nó tốt, thế là khách ghép cặp loa đó với cái cột với nhau thành một bộ dàn karaoke. Thực tế thì kỹ thuật viên bên mình đi là thật sự là không set nổi luôn, bởi vì là mỗi loa nó lại mỗi kiểu khác nhau, khi nguồn nhạc mình vô nó setup rất khó, và ghép như thế là hầu hết là đã sai rồi, không thể ghép như thế được. Rồi có một khách, nhiều khách nữa rất là thích loa, xài những cặp loa nằm như vậy đó, xài những cặp loa nằm như vậy xong rồi thích loa đó quá, mua thêm một cặp loa, thấy đánh chưa đủ phê, mua thêm một cặp loa nằm nữa giống y chang vậy luôn mà là model khác, xong nhưng mà lại là chồng hai loa lên nhau đó, chứ không phải là lắp trước sau nha. Thường lắp bốn loa bên mình sẽ tư vấn cho khách là lắp hai cặp trước và hai cặp sau, nhưng mà khách ở đây thì lại lắp hai quả phía trước luôn. Như vậy thì gần như không có tác dụng gì mấy, nó chỉ tăng một xíu công suất lên thôi, nó chỉ tăng cái độ lớn, nó không hề ảnh hưởng luôn. Ngoài ra nó còn làm cho cái tiếng âm thanh nó bị dội âm rất là khó chịu và nghe không hay. Rồi vậy giải pháp cho cái vấn đề này là gì? Đơn giản lắm, mọi người cứ tìm cho mình một vài cái đơn vị uy tín về lắp karaoke, rồi mọi người xin báo giá, rồi mọi người đến nghe thử, rồi mọi người kiếm cái đơn vị nào mà giá tốt nhất, dịch vụ hậu mãi ngon nhất, rồi mọi người làm thôi. Và mọi người chỉ mua một chỗ thôi, thế là xong. Về sau có cái gì, có vấn đề gì á, là cái đơn vị đó lo cho mình hết. Mình không có phải lo lắng suy nghĩ về sản phẩm này mua ở đâu, sản phẩm kia mua ở đâu, rồi bên nào bảo hành cho cái này, bên nào bảo hành cho kia. Nó rất là phức tạp và nó rất là mất thời gian. Cái điều nên tránh cuối cùng mà mình muốn chia sẻ đến mọi người là mọi người ơi, mọi người mua sản phẩm, đặc biệt là về karaoke, thì mọi người phải hát test loa giùm mình. Có nghĩa là cái việc mà mọi người nghe sản phẩm online, rồi mọi người đến showroom trải nghiệm, mọi người nghe thấy hay, mọi người thấy dụ ai đó hát hay, tụi mình hát nó nghe nó hay, khách hàng nào đó hát hay, nhưng mà mọi người vẫn phải test thử bộ dàn nha. Mình vẫn phải test thử, mình vẫn phải hát thử nha. Bởi vì karaoke mà nghe như vậy thôi, thấy người ta hát hay vậy thôi, nhưng mà nhiều khi vô mình hát mình lại không đúng gu với mình sao. Nhiều khách hàng thì chẳng hạn như khách hàng thích echo ít, rồi có người thì thích echo dài hơn, có người không thích echo luôn. Rồi mỗi người một chất giọng khác nhau, thì kỹ thuật viên thường là phải xét theo chất giọng của mỗi người, chứ không thể nào nó có một cái mẫu số chung được hết. Đó nên là mình lắp dàn karaoke cho mình hát thì nên mình phải là người test, mình phải là người thực tế trải nghiệm xem bộ dàn nó có phù hợp với mình không. Đó thì mọi người đã đến showroom, đã đến cửa hàng âm thanh để mọi người test thử rồi, thì mọi người nên hát thử để trải nghiệm toàn bộ cái bộ dàn đó. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi của mình có thể hỗ trợ mọi người, chia sẻ cho mọi người một chút kiến thức về ngành karaoke, để mọi người có thể quyết định được, đưa ra những cái quyết định chính xác nhất khi dự định đầu tư một cái bộ dàn karaoke cho gia đình nhà mình. Thì nếu mọi người thấy những cái đề tài này nó bổ ích và nó giúp đỡ được cho mọi người trong cái quá trình đầu tư mua sắm dàn karaoke, thì mọi người hãy cho mình một like, một share nha, để mình có nhiều động lực hơn trong các clip tiếp theo. Mình là Khánh, tạm biệt mọi người.